Cũng xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là mình sẽ đến với một con hạc ở server 513 là gà Dương Tiễn nha. Thì server 513 này nó thuộc cụm server 500 nha. Thì nếu như mà anh em nào đang tìm hạc cụm này hay là muốn mua con hạc F cấp thì xem hết video, cảm thấy ưng ý thì liên hệ ngay với Cú qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại của Cú là 0376040326. Ngoài ra mà nếu anh em nào muốn tham khảo thêm nhiều hạc tầm trung khác với giá thành từ 1 đến 2 triệu thì các bạn liên hệ trực tiếp với Cú qua Zalo. Nếu như mà thật sự cần gấp thì các bạn gọi số điện thoại giùm mình nhé. Và mọi kèo giao dịch thì các bạn nên gọi số điện thoại duy nhất của Cú để check hoặc là call video giùm mình. Hiện tại thì lừa đảo rất là nhiều cho nên là anh em bỏ ra một ít phút check thật là kỹ càng và cẩn thận để tránh mất tiền nha mọi người. Thì Cú xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ là Cú sẽ show full con bé hạc level 30 này. Cú mới vừa thu ngày hôm qua. Thì nói chung là vẫn đang rao bán trên Zalo và Facebook. Và sau đó thì nói chung là thấy hạc cũng đẹp, thành ra là làm một cái video để show hạc luôn. Và nếu như ưng ý thì inbox, nếu còn thì Cú bán. Còn Cú bán rồi thì các bạn có thể tham khảo thêm nhiều con hạc khác nha. Thì đây là một con hạc F cấp level 30. Ngày hôm qua thì Cú vừa mới đổi màu tóc để cho nó hợp cái style hồng luôn nha. Tím liệm tìm sim chứ, màu tím chứ không phải màu hồng nha các bạn, mình nhầm. Thì bây giờ là Cú sẽ show cho các bạn xem trước bộ nhẫn của nó. Thì ở đây đã ở đây thì đã lên được 2 Venus cộng 6 nha. Một cái thì cũng đã được 8.600 điểm rồi. Và một cái hạnh phúc cộng 5 thì đã được 3.400 điểm nha mọi người. Đây, 3.400 điểm rồi. Gần 3.500 điểm thì các bạn tích khoảng 500 điểm thì độ khoảng 2 cái hạnh phúc cộng 4 nữa nha mọi người. Là các bạn sẽ lên được hạnh phúc cộng 6. Và ở dưới là một cái hạnh phúc cộng 6 luôn rồi. Và con hạc này ngộ nha. Hình như là chưa nạp móc 1 triệu nha. Đây móc 1 triệu còn nguyên nha các bạn. Thì khi các bạn có sự kiện nạp móc 1 triệu thì các bạn sẽ nhận được thêm 10k su khóa ở móc này. Thì ở đây là bạn ấy đang sử dụng cho mình VIP nữ thần 43% nha mọi người. Không biết là gui cấp mấy rồi nha. Ở đây thì đang ở gui cấp 4, à cấp 9 thôi. Và shop thì shop 4 thôi nha mọi người. Nếu như mà các bạn muốn mua cái VIP Ares 53 ấy thì các bạn vào gui cấp 5 dùm Cú và vào shop mua nha mọi người. Thì ở đây đang sử dụng cho mình là super pháo giác vàng còn 21 ngày nha mọi người, vĩnh viễn luôn. Và nhẫn kim cương thì cũng đã cộng 4 được 352 điểm. Về kho vũ khí thì có những cái wow đây, wow hết hạn bình thường thôi. Và có một cái super lưu gạch vĩnh viễn nha, tức là này được 2 super vĩnh viễn các bạn. Thiên sứ đồ thì cũng đầy đủ đây cho mọi người, sắm xét đồ cho các bạn đi quần đùi đồ. Tiếp tục là phần thuộc tính. Phần thuộc tính thì các bạn nhìn là thấy mê rồi chứ gì. Đeo pháo thành ra là cái chỉ số tấn công và chỉ số phòng thủ rất là đẹp luôn. Tấn công lên đến 7k1 và phòng thủ là 7k5 nha mọi người. Rất là cân xứng, nhìn rất là phê. Thì khi các bạn mua con hạc này ấy, các bạn vào server 511 cùng liên kết luôn nha. Thì các bạn sẽ có thêm một con hạc 15. Chúng ta vừa tự úp nhẫn được nè. Và còn đâu rồi, tự nhiên đang bình luận à. Đây các bạn, con hạc 15 các bạn vừa úp nhẫn được mà các bạn có thể ép luôn thêm một con 1x cho các bạn chơi luôn. Thì ở đây là con bé hạc 15 này chỉ mới VIP 1 thôi nha mọi người. Hồi nãy mình lên mình lo, mình kêu là ai cho VIP 6 nhưng mà không thấy ai cho hết đấy các bạn. Đây vẫn VIP 1 và vũ khí cộng 15, áo nón thì cộng 10, nói chung cũng rất là xinh. Đặc biệt nhất là có kim cương cộng 4, đây là cái một con hạc rất là, nói chung là cũng ok rồi. Tiếp tục nha mọi người, thì tu luyện chắc chắn là mát với level. À chưa nữa trời. Đây, mát luôn. Đấy. Tu luyện mát với level rồi nha mọi người. Ở đâu nữa? Đây 34 nữa nè. Rồi, ok. Đã mát tới level. Về phần ngọc thì bạn ấy không có đầu tư những viên ngọc ngon, chỉ có hạt nhân, phong ấn, bạo kích và miễn kháng. Thì đây là một cái combo cũng rất là ok. Về phần bet thì khá là ngon lành luôn. Thì đây là con bet rồng level 70 và đã đột phá được 11.640 máu nha. Và còn 3k9 lương thực thì đột phá level 66 nha các bạn. Và tiếp tục ở bên đây thì bạn ấy đang nuôi bet Phượng Hoàng đã level 21 rồi, cũng đủ đồ thất tỉnh luôn. Ở đây thì chưa có lên hết mảnh nha các bạn. Bet Hu đây tăng lên 5 sao luôn cho nó xinh. Bet rắn đâu? À rắn cũng đủ luôn nha mọi người. Nói chung thì 4 con bet siêu đều đủ cả rồi.
thì khi các bạn nào mà có điều kiện muốn chuyển sang Phượng Hoàng ấy thì nó sẽ tăng cho mọi người thêm được vài ca lực chiến nữa nha. Thì về chúc phúc là vũ khí level 9, nón level 7, áo level 8 và trợ thủ là level 7 nha các bạn. Còn về đá khảm con hạng này ấy thì nhìn nó cũng khá là yếu thôi, khá là tàn thôi. Cái kho á nha các bạn, còn ở bên đây thì cũng đã full 11 và còn một viên máu 10. Viên máu này thì cũng không quan trọng lắm các bạn. Thành ra là từ từ lên nha. Kết hôn thì ở đây là level 40 cũng khá là cao. Vật tổ thì là level 23, 23 và 21. Nói chung là rất là ổn. Thần khí thì hơi yếu nha mọi người, chỉ mới bậc 4 cấp 1 thôi. Tiếp tục là phần danh trại thì bạn ấy đã lên được danh trại chính luôn rồi, là max level 45. Thì cái này chúng ta còn lên mỗi cái 5 bậc nữa. Thì nếu như bạn nào mà có quen biết ở server này á thì xin ké thì ok. Tiếp tục ở đây thì level 40 chưa mở. Cái quan trọng là level 30 và chỉ mới 62% thôi nha mọi người. Thì đây là lực chiến là 113k, cũng khá là đẹp. Thì đây là một con ạc cũng không phải nạp quá nhiều nha mọi người. Đây bây giờ là có thẻ thần. À nhầm, búa ma. Không lẽ không có sự kiện mà mình đập thì nó hơi bị kỳ. Wow. Ở đây thì mảnh hu cũng chả lấy làm gì nữa mọi người. Lệnh bài thú cưng. Thôi thì chúng ta đổi lấy cái lệnh bài này đi. Để coi còn đủ để hết rồi mọi người. Hết cái để đổi rồi. Cầu phúc nữa nè. Sử dụng thì hồi nãy sử dụng bình tu luyện 1 ấy thì còn quả mai, chứ bình tu luyện 2 thì nó rất là căng phép. Đây, hôm nay thì nó chưa có cập nhật nhiều sự kiện vào thứ tư ấy. Thì bây giờ là không có ao sảnh mà có VIP nữa, thành ra là đâu có dám test cho mọi người xem được. Thì sau khi mà cú show full rồi ấy thì nếu như bạn nào ưng ý thì có thể liên hệ mình để mua hoặc có thể tham khảo những con ạc khác nhé. Thì bây giờ là cú sẽ vào cái con ạc ạc chồng cho mọi người xem cùng một cái liên kết Zalo luôn. Khi các bạn mua con ạc level 30 này về ấy, quên nữa, mình quên show đạo cụ cho các bạn xem, thì ở đây là còn hai thẻ đổi tên luôn. Do là cú thấy nhiều quá thành ra là đổi tên MR cú Vlog để lên nói chuyện vui vẻ với mọi người thôi. Rồi khi bạn nào mua về thì các bạn đổi tên lại giùm mình nhé. Không đổi tên thì mất công các bạn cú thì có rất là nhiều người yêu mến mà cũng có rất là nhiều ghét, nhiều người ghét nha. Thành ra là khi mà các bạn chơi server tránh để các bạn bị chửi rất là nhiều ấy. Mỗi lần mà mình on ấy, tại những đứa fuck á, nó cứ lên nó giả mạo mình, nó lo này kia, rồi đa số thì các bạn ấy tính là mình á thì mình cứ thông báo là không online, không chơi game, thành ra là các bạn ấy hiểu lầm, sợ tính là phách thì mấy bạn ấy chửi là một chuyện rất là bình thường thôi. Bây giờ là cú sẽ sang ạc chồng để show cho mọi người xem nhé. Đây các bạn, thì ạc chồng cùng liên kết, ạc vợ là server 513, ạc chồng là server 511 nha các bạn. Ồ, chưa ai kích VIP, mừng quá. Ở đây thì chả có đồ gì quan trọng đâu mọi người. Đây thì đây là một đống hỗn độn, một đống đồ bình thường thôi. Hai cái Venus cộng 3 nè, và một cái thiên vũ đồ cộng 5 luôn mọi người, và một cái hạnh phúc cộng 3 nha. Vẫn xài là đá lục. Và vũ khí thì bạn ấy cũng đã cường hóa lên 15 rồi. Ở đây thì đá chúc phúc này làm gì, có môn chúng ta phá chơi đi các bạn. Chứ ạc nhỏ này thì mình nói vui vậy thôi chứ cũng không có cài cuốc gì được đâu. Đây, lên. Oh my god, đen như cái gì luôn ấy. Thì ở đây là có cái kim cương là giá trị nhất nha mọi người. Kim cương cũng đã 327 điểm. Thì nói chung là các bạn đừng phá ạc này lên hay ít, cứ để mà ôm hung hít nhau gì đó. Nói chung là làm đi, cứ làm đi từ từ. Mai mốt mà level 15 mà nó có kim cương 5 một cái ha, là nó sẽ giá trị hơn cả con ạc level 30 luôn ấy các bạn. Tuy nhiên thì ngày đó chắc là kim cương 5 là một cái con ạc khá là cùi rồi. Tại vì hiện tại bây giờ ấy, các bạn ấy nạp khá là nhiều. Con ạc này thì chả có đồ, chả có gì cả mọi người. Đây, phần đạo cụ của nó thì được 3k thực, nhưng mà rất tiếc là nó không có mảnh. Mảnh bét thì nó cũng đủ mảnh để có rồng và phượng hoàng. Tuy nhiên đồ bét thì ở đây là chúng ta mới đủ bộ thú linh thôi,
còn mấy bộ khác thì hầu như là chưa có gì nhé. Thì bây giờ Cú xin chào các bạn và hẹn các bạn ở video sau. Ngày đầu tuần nhưng mà sáng sớm thì cũng có vài bạn ủng hộ ạt, móc nạp này kia đồ, rất là vui luôn. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn nào cần, bạn nào muốn ủng hộ mình á, thì mọi người nhớ là chat dùng Cú gọi video hoặc là gọi số điện thoại để xác nhận giùm mình nhé, để tránh các bạn bị lừa đảo và mất công các bạn lại chửi mình nữa thì rất là mệt mỏi. Thì xin chào mọi người và hẹn các bạn ở video sau. Hôm nay thì hơi bị cảm, thành ra là cái giọng nó kỳ một tí xíu nha mọi người. Thường ngày thì nó đã dở rồi mà còn bị như thế này nữa thì nói chuyện cà khạp vậy đó. Thì xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video sau.